Cô xin thân ái chào tất cả các em. Cô rất vui khi hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua tiết hoạt động trải nghiệm. Trong tuần này, chúng ta tiếp tục làm quen qua chủ đề 2, một ngày của em. Và bây giờ, chúng ta tìm hiểu bài Những việc em thường làm ở nhà. Trong tiết học này, các em bước đầu hình thành một số thói quen, nếp sống sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ, thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi, thể hiện được tình yêu thương với người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi. Trước khi vào bài học, chúng ta cùng nhau khởi động qua bài hát Chị ông nâu và em bé. Sau khi nghe xong bài hát, các em hãy cho cô biết trong bài hát chú gà trống làm gì? À, chú gà trống cất tiếng gáy báo thức. Thế ông mặt trời làm gì? Ông mặt trời vừa thức dậy chiếu sáng khắp mọi nơi. Chị ông nâu đã làm gì? Chị ông bay đi tìm nhụy làm mật ong. Thế chị ông đã vâng lời bố mẹ ra sao? À, chị ông nâu rất chăm làm, không lười biếng. Thế còn các em? Các em thường làm gì khi thức dậy vào buổi sáng? Để xem các em thường làm gì hàng ngày ở nhà, cô xin giới thiệu bài học hôm nay, Những việc em thường làm ở nhà. Các em hãy quan sát các hình ảnh minh họa các việc làm của một bạn nhỏ vào buổi sáng và chiều tối. Các em hãy sắp xếp các việc làm phù hợp với thời gian, việc nào làm trước, việc nào làm sau.
À, các em thấy đó, vào buổi sáng, bạn nhỏ thức dậy, đánh răng, rửa mặt, tập thể dục nhẹ nhàng, sau đó nghỉ ngơi, rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Tiếp theo, bạn đến trường học tập. Còn chiều về, bạn tiếp tục tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm, học bài, xem tivi, rồi ngủ. Còn các em ở nhà có làm các việc hàng ngày giống bạn nhỏ không? Cô mong rằng trong gia đình, các em nên thực hiện các việc tự phục vụ bản thân và thực hiện các công việc đó một cách hợp lý nhé. Ở hoạt động luyện tập này, các em sẽ thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi qua hoạt động. Em tự làm những việc ở nhà như thế nào? Các em hãy quan sát bạn nhỏ trong hình nha. À, bạn nhỏ đã tự đánh răng. Bạn nhỏ tự xếp mền gối ngay ngắn sau khi thức dậy. Như vậy các em thấy bạn nhỏ giỏi không nào? Khi ở nhà, các em cần phải tập làm những việc phục vụ sinh hoạt cá nhân của mình nha. Bên cạnh đó, các em cần làm gì nữa nè? Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát các hình ảnh và cho cô biết bạn nhỏ đã làm gì phụ giúp gia đình nha. À, bạn nhỏ đã biết phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Bạn thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Bạn biết sắp xếp bàn học gọn gàng sau khi học bài xong. Bạn biết phụ dọn cơm cho cả nhà. Bên cạnh đó, bạn còn biết phụ mẹ rửa chén đĩa. Các em thấy đó, bạn nhỏ thật là giỏi. Bạn đã biết thể hiện được tình yêu thương với người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi. Cô mong rằng ngoài việc thực hiện các công việc phục vụ cá nhân, các em có thể giúp gia đình làm những việc làm phù hợp với lứa tuổi của mình. Ví dụ như chuẩn bị bữa ăn và thu dọn bàn ăn. Lưu ý các em khi bày dọn bát đĩa, nhớ cho thích hợp và đẹp mắt. Bên cạnh đó, cần chú ý an toàn khi làm việc nha. Sau khi học xong tiết học, các em hãy tự đánh giá bản thân nhé. Cô xin giới thiệu với các em bản tự đánh giá sau khi học xong tiết này. Cô mong rằng các em sẽ làm được những việc làm hàng ngày ở nhà theo trình tự trước, sau và làm được việc hàng ngày của em ở nhà. Để chuẩn bị cho tiết học sau, các em có thể chuẩn bị trước bài mỗi ngày ở trường của em. Tiết học hoạt động trải nghiệm của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tập vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt các em.